Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Minh An sẽ cho mọi người cùng khám phá là dưỡng 8 của Minh An là đã thanh lọc hôm nay và nhìn ăn đến ngày thứ 5 rồi. Nhưng mà ở bên trong nhà là đang hát karaoke rất là khí thế. Minh An sẽ cho mọi người cùng đi vào trong xem nha. Rồi, mời mọi người. Thanh lọc nhịn ăn ngày thứ 5 hát karaoke hay cực kỳ. Đây, đây, bà chủ nhà. Dữ dằn rồi luôn. Quá dữ. Dẫn đi làm nha mọi người. Chuyện tình của tôi là có từ lâu rồi, từ không bao giờ còn nhớ. Ôi, mạng đi quay lắc rồi, lắc mạng rồi. Quảng cáo. Mà cái mặt thay đổi lại nè. Bữa mặt nó thì thù, bữa nay nó tốt, mặt sướng lại uống thuốc á. Mới là trữ nước á, cái bài bị trữ nước. Uống quá là uống thuốc tim, uống thuốc bao uống tóc mai, uống quá trời luôn, uống thuốc không uống tiền. Mấy nay nghe sao đi mắt? Đi xuống nó ghé thăm, nó hỏi thăm vấn đề mà coi như là thanh lọc, thanh lọc cơ thể coi như là mới hôm mùng 1 âm lịch mà nay là mới có mùng 5 thôi. Dạ. Nhưng mà lúc bấy giờ là 62 đến 63 kg. Dạ. Vấn đề đó là ăn no là 63 đi. Dạ. Nhưng mà hôm nay đi bán kem, đi ngang cái dựa thuốc nam mới thấy có một cân 100 kg để ngoài đó, chạy trời qua cái đầu mới thắng xe lại. Nói thôi cho mượn cái cân lên cân thử cái nay coi như tiệc thực năm bữa rồi coi cái cân thử coi nhiêu ký. Thì bỏ dép xuống đàng hoàng lên cân chứ không có tính đâu dép nha. Dạ. Lên chân không lên cân là có 56 kg. Wow. Ô trời ơi mình nghĩ. Giảm gì mà 80 kg luôn hả? Mình nghĩ bởi vì cái bụng của mình lúc bấy giờ là phù ra nó giống như một bà bầu mà kiểu mà nó cái bụng khỏe dạ trên á. Nhưng mà bây giờ nó sệ xuống nhà dưới là nó teo nó bớt lại rồi đó. Nhưng mà vẫn còn có 56 kg. Nếu như giá như mà từ đây cho đến cỡ như khoảng nếu mà cỡ đúng một tháng thì chắc có lẽ chắc chừng còn vừa 30 kg. Wow. Vì là đó chắc cái lúc cái ngày đầu tiên có nghĩa ngày đó chắc có thể là 2 kg. Yeah. Vì ngày đó nó thật nó sổ thải là ngày đầu tiên. Bớt ngày đầu tiên có thể chắc có lẽ ngày đó chắc 2 kg. Bây giờ da mặt thì cảm thấy nó rất là mỏng, mỏng manh cái kiểu mỏng như phụ nữ vậy đó. Chứ không phải là ngày xưa nó dày ví dụ cung xuống là như nó có cái nọng hai bên luôn á. Bây giờ nó bây giờ cung xuống thì vẫn là như nó da nó vẫn là mỏng manh như phụ nữ vậy. Rồi da thịt hay cần cổ thì là như là giống ngày lúc trước là nó căng cứng á, giống như là nó có không phải lúc trước là nó bị giống như là bị bú cổ mà đó là bú nội á, nó nằm ở trong á, nó u nó no tròn ngoài này thôi chứ không phải là bú ngoại nên không phải nó phù ra ngoài. Nhưng bây giờ nó teo lại luôn hay sao, bây giờ thấy da nó dùng tứ chi luôn, tức là nó dùng ngang rồi nó dùng xuống vậy luôn đó. Cho nên là giờ cần cổ mình cảm thấy là rất là da cũng nhiều. Dạ. Rồi da thịt cái là bây giờ cảm thấy khi mà bước đi cũng vậy đó, làm như nó cử động cơ thể đó, mình cảm nhận là ví dụ cái đùi những cái khớp đùi khớp gối đồ này kia nó từ cái nào nó ra cái nấy. Dạ. Còn lúc trước kiểu giống như là nó mập quá làm đi làm như là nó nguyên cả con người nó cái thủi. Dạ. Cảm thấy nó mệt mỏi nhưng mà dạ. So với trước đây thì lúc đó thì mình ăn cơm thì đi bán coi như tới chiều về cũng cảm thấy là nó rất là bết. Dạ. Nó mệt nhưng hôm nay mà kiểu mà không ăn
không uống, nhưng mà đi bắt kem rất là khỏe bình thường. Về thấy phòng karaoke đồ vô tư cả mấy người nó khỏe vắng, ra nắng là không biết mệt là gì đó, và rồi coi như là ngưng ăn ngưng uống. Như mỗi khi ví dụ như sáng mà chặt có khúc đá thôi, khúc đá khoảng nửa cây đá thôi lại vô thùng kem, mà chặt đá là trời nó mệt, nó thắt ngang cổ giống như một cái gì đó nó chặn ngang đây thì nó mệt, kiểu là nó giống như nó muốn nhồi máu cơ tim. Nhưng bây giờ sáng chặt đá vẫn là bình thường, ủa sao rồi nó kỳ ta, quên cái vấn đề để sáng rồi sao tự nhiên làm thấy nó bình thường, khỏe như bình thường, chứ đâu có phải như mỗi khi nữa. Chứ tự nhiên mình cảm thấy cũng hơi mừng cái vấn đề chứ không phải rồi nhiều khi kể nói tại vợ trên nay là coi như cho tôi mượn cái cân của cân thử cái này thì thật 5 ngày coi như từ 4/1 tới nay nay 1 năm cứ nó chặt nghỉ ăn nghỉ uống sao chắc sao chịu nổi chú chắc chết quá nhưng mà thực tế thì sau khi mình lúc bắt đầu ngày hôm ngày mai để bắt đầu là ngưng ăn là mình để thanh lọc cơ thể, mình cứ tưởng rồi sáng mà đi làm bảo vệ mà sau một đêm chiều 6 giờ sáng chiều cho tới 6 giờ sáng mà sau khi về mà lỡ ngang đi quên ngang cái quán ăn mà mình quên một cái chờ cút phải trực nhớ phải quay lại cái bụng nó đói, tôi nói phải quay là ăn cái này về mà cái gì mình rồi nó nói trời ơi sáng sớm mà ăn vậy rồi mình đói sốt ruột mà nó cào ruột như vậy mà nếu mà bây giờ nếu như mà sáng mà không ăn mà nhịn không biết có chịu nổi không đây, nghe nói tôi nhịn ăn mà một buổi sáng thôi là cảm thấy hơi khó chịu rồi mà cái này nó nguyên ngày luôn mà nó tới cả tuần đến 10 ngày rồi không biết có chịu nổi không, run cũng bụng hồi hộp chứ bộ. Nhưng mà sau khi nhịn ăn thì cảm thấy người rất là bình thường, cảm thấy nó không có nghe đói nè, rồi nó cũng không có sốt ruột sốt gì, cảm thấy nó cũng rất là bình thường, làm như tưởng tượng như con người làm như ăn no rồi chứ nó rất là khỏe bình thường, đâu có gì đâu mà hồi hộp và sợ gì nữa. Cho nên là mình rất là yên tâm, bởi vì hay nói thầy Cấm Thu nói thôi bây giờ cứ anh cứ nghĩ chừng nào qua đầu năm mới hả cô nếu mà qua năm mới thì kể từ đây cho tới cuối năm cũng hơi lâu ha, khoảng 11 tháng mà nếu mà cứ bình thường như vậy thì mình cảm thấy giống như là mình sống vì không khí, mình không có cần ăn gì nó cũng cảm thấy cũng no bình thường, nhưng mà sức khỏe vẫn tốt không sao, không có gì mà hoang mang lo âu gì hết. Mình phải tập để nạp bằng không khí, bỏ thuốc luôn nghe bằng cái thôi chứ bộ. Thì coi như sẵn cái dịp này mình có thể thanh lọc cơ thể rồi đào thải những cái chất coi như là như là chất nicotine đầu trong cơ là cơ thể con người là bỏ thuốc luôn đó, rồi mình có thể quên hỏi dụng thuốc đó là coi như thuốc là mình cũng đâu có hút gì đâu, cảm thấy nó cũng không có thèm rồi, bởi vì cái chất nicotine nó không còn ở trong cơ thể nữa gì vậy, cho nên là nó không có nó đòi hỏi phải hút. Còn lúc trước bỏ thuốc rất là khó là bởi vì làm những cái chất nicotine lúc nào nó cũng có trong cơ thể, một ngày từ 20 điếu đến 30 điếu có thể là một bao mấy nhưng mà cái chất nicotine nó nạp một ngày như vậy không biết bao nhiêu ở trong cơ thể gì vậy, cho nên là khi mình bỏ nó rất là khó, bỏ một hai ngày là cảm thấy làm như cơ thể nó thiếu chất nicotine thì lúc đó là bắt đầu đòi hút thì buộc phải hút thôi. Nhiều khi mình bỏ thuốc cái rồi mình nói mình bỏ nhưng mà sau khi một hai ngày cái bắt đầu hút lại cái già vợ con nó làm giống như là nó kéo biểu tình trời nó la nhảy đi sắp nhưng mà thời gian khoảng chừng 5 ngày đổ lại đây thì cái kiểu thanh lọc cơ thể này làm như là chắc có lẽ cái chất nicotine chắc có lẽ nó cũng đào thải ra, cho nên là nó thanh lọc cơ thể rồi nó cảm thấy nó không có gọi là cái gì là nó thèm, giống như là giống như là phụ nữ coi như là cũng cảm thấy nó cũng hơi có lợi đó, bởi vì hút thuốc thì cái có lợi thì mình không có thấy có lợi, thì ví dụ nó cũng có bất lợi, ví dụ như có lợi là chẳng qua kiểu vui vẻ anh em gặp mời mọc rồi một hai điếu thuốc là vậy thôi, với lại hút những lúc buồn rồi như thế cho nó đỡ buồn vậy thôi, nhưng mà còn cái bất lợi thì nó rất là nhiều, bởi vì cái khói thuốc mà nó bốc ra khói ra vậy là nó khoảng 6.000 chất độc hại, nhưng mà trong đó là cái chất nicotine là nó đứng đầu
là nó có thể nó làm xe thắt động mạch hoặc là sơ cứng động mạch gì đó. Dạ. Là nó về đi đến nhồi máu cơ tim là cái chắc. Dạ. Còn cái thứ hai nữa là cái chất giống như là cái gì mà oxy xả gì đó, cái gì để xả, cái đó là nó gây cho là ung thư phổi. Dạ. Nó cho nên là rồi cái nữa là hút thuốc là nó hôi miệng. Dạ. Tốn tiền, bên cạnh người gần gũi thì mình hút thuốc người ta cũng cảm thấy nó cũng không có thích. Dạ. Cho nên là giờ nó có cơ hội này mình cảm thấy quá tốt cho sức khỏe rồi. Cảm thấy nó cơ thể cảm thấy tự nhiên nó thoải mái lên, nó nhẹ nhàng lên, nó giống như là mình đi nghe cảm thấy nó nghe cũng nhẹ nhàng, cho nên là cảm thấy cuộc sống hơi tự tin. rồi trước đó chỉ còn bữa con nghe Diện Tám nói là Diện Tám cái gì rối loạn tiền đình á, rồi mấy ngày mình ăn Diện Tám nghe làm sao cái đầu nó có đau hay gì nhiều không? Nó nhức đầu mấy bữa chiều vậy thôi, rồi giờ cảm thấy đi nguyên ngày nay cũng đi nắng đâu không mà thấy cũng đâu có nghe nhức đầu đâu, giờ tự nhiên nhắc nhớ là đâu có nghe nhức đầu. Mấy ngày đầu đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đầu á là không biết nguyên do gì, kiểu chắc nó có lẽ là nó đào thải chất độc tố gì ra cho nên nó gây nhức gì thôi, rồi sau khi chắc nó hết rồi nó không còn nhức. Đúng rồi, bữa con dặn rồi mà có ai mà bị vấn đề về xoang nè, rối loạn tiền đình rồi ha, mà xuyễn ha, ví dụ vậy đi là sẽ nghe nó nhức cái vùng đầu lắm, đau đầm. Nhưng mà khoảng 3-4 ngày đầu thôi, bắt đầu qua khoảng 3 ngày là bắt đầu ngày thứ 4 thứ 5 bắt đầu nó im rồi đó. Là nó phục hồi, nó chữa chữa, mình mới thấy vậy. Mình mới thấy tự nhiên nhẹ đầu. Mà thấy bụng ngầu thấy thoải mái không nó? Đó. Bụng cao. Nó nhẹ nhàng thì tốt chứ. Thấy hai khe, bụng heo. Nó nhẹ đi, nó cái kiểu da bụng nó cũng giống như nó mỏng. Bụng chứ không phải là một lần mình bóp vô nó dày cả phút gì nè. Nằm trên đây nè. Mỗi lần chừng nào á, chừng nào ở dưới cũng nghe. Hỏi chừng nào đẻ nằm chứ hỏi ăn ngày 4 năm giá. Đó. Ăn cái là như cái kiểu chắc mở xa nhiều quá nó dày, cái kiểu bóp nó dày vậy nè. Còn giờ nó mỏng lét thì kiểu nó mỏng da thịt. Cái mặt nó cũng vậy, tùm lum cũng làm như bị trữ nước uống thuốc quá nó trữ. Dạ. Bị tùm lum. Nó làm như mặt làm như muốn hơi trẻ trẻ lại nó tìm thanh lọc này kia này trẻ này dài rồi ra ha tướng tá ngầu thật coi hình bánh ba coi mày đồ đó ấm nhôm hết à đẹp lắm tụ trời ơi lần tiên đi lúc mà đi đám cưới hình kia vì hai cũng khen đẹp nên bỏ thủng đâu có bụng giờ tại xấu bụng gì mà già trên đưa gì đi như con tóc đi đâu mà rồi xuống vậy là ngon lành không nay xuống rồi đó nay cảm bụng lúc lét mấy quần người bữa giờ nên tội khi nào phải xịt cho mình cho giữ luôn bởi vì cơ thể của mình ta cảm thấy nó cũng làm gì nó xuống ký mình không hay luôn là bởi vì mình kiểu mình nghe cái cơ thể của mình cảm nhận cho nó nhẹ nhàng thôi là mà thực tế là xuống 5-6-7 kg mình bất ngờ luôn nó nhưng mà mình cũng hy vọng là lần này nó sẽ bỏ thuốc luôn nha, hết nhồi máu cơ tim với lại được bỏ thuốc thì cái tâm hút nó chết nè. Nó cảm thấy sợ tiếng hút lén qua con tiền coi sợ biết là bà có tiền ăn biết nhiều không để tao sợ nó đi ra ngoài nó hút nó nói đi sợ vô trong máy á mình tại vì vẫn có hút tao hút luôn em cháu gì ta vậy ta nó bỏ thì bỏ luôn nó cho ngày này bệnh tim luôn hết luôn chứ để có uống thuốc đầu uống hoài uống riết đầu cũng tốn tiền chẳng đạt nó thà lâu không sanh lọc tôi còn cho nó chứ đỉnh đấy còn để chi mà uống thuốc tim nó mắc gần chết luôn khi đi mua ba cái thuốc tây uống đi thì bác sĩ nó muốn gì ra máu luôn là chết có ra máu gì kiểu uống thuốc tây thì nó cũng giống như cái cây mà nó chặt cái đọt có nghĩa là cái gốc nó vẫn còn mà nếu mà ngày nào còn uống thuốc á thì nó không sao nhưng mà nếu không uống thuốc thì nó cũng bị nhồi máu bình thường nhưng mà nó giảm mệt đi lệ luôn cái thuốc tây á nó uống thuốc tây thì nó cũng được nhưng mà nó có lợi mà nó cũng có bất lợi là gì nó phát sinh ra cái xuất huyết bao tử cho nên là nếu uống thời gian ngắn khoảng 1-2 tuần gì thôi chứ còn nếu như mà uống mà về lâu về dài thì chắc chắn là nó phải sẽ bị xuất huyết đường ruột thì mình chỉ cần ho cái cặp về là nó sẽ ọc máu ra bởi vì bác sĩ nó nói thẳng với mình vậy nên cảm thấy cũng ớn hôm trước Tết thì vô bác sĩ cấp cho 1 tháng
Phan Phú á. Dạ. Là nhưng mà cái có một cái loại thuốc đó là nó sẽ gây xuất huyết bao tử, cho nên là đọc được cái to đó đó. Dạ. Cảm thấy mới ớn, cho nên là từ hầu đó cái giờ cách một tháng, nhưng mà về coi cái to rồi không dám uống chừng nào. Dạ. Mà khi nào cảm thấy nó mệt mà kiểu nó muốn nhồi máu cơ tim thì lúc đó mình. Dạ. Mình sẽ uống. Dạ. Còn nay là mấy cái tháng mấy rồi nhưng mà uống nó liệp với liệp rồi. Tập khí mỗi ngày đó đi. Xong rồi mình bỏ nước ngọt nha, bỏ nước thuốc, ăn nước ngọt. Còn cà phê sữa rồi là cũng bỏ luôn, chỉ có lâu lâu mới uống ly cho vui, bạn bè gì đó uống ly cho vui thôi, chứ còn bình thường là cà phê sữa cũng bỏ thuốc, luôn. Bỏ sữa. Tập khí là phải tập mỗi ngày. Ăn uống thì ở đâu mình cắt đi những cái món mà ham món nướng, món chiên còn nhiều đó là cắt, mà ăn dưới là hấp luộc với lại rau sống rồi mới còn dinh dưỡng vitamin. Đó là giờ những cái món đó là phải cắt đi. Mà khi mà sau chuyến này mình tám nhận xong, mình tám sẽ cảm nhận cái khẩu vị của mình tám nó sẽ khác đi luôn. Cái khẩu vị của mình giờ mà uống ngọt vô là con uống là cũng như con là uống chịu không nổi. Đó, mình la ra cầu Mỹ rồi đó. Mình la nó cũng bỏ luôn. Em trai, có nghĩa là em trai của mình cũng vừa thanh lọc xong vừa bượt kỳ rồi là nhịn ăn tới ngày thứ 9 luôn. Hai đứa con đẹp thế sao luôn. Đó, để giảm cân xuống. Rồi với lại em trai là bị viêm họng hạt. Ồ mà hết rồi. Mà bữa nay nó hết. Ồ. Đó, giảm cân và trị viêm họng hạt đó là em trai. Rồi kỳ này tự nhiên là đổi khẩu vị luôn, bỏ nước ngọt. Ờ, tự nhiên nó cũng bỏ đó. Chứ phải không nói để chứ không phải tự nhiên mà mình dễ bỏ đâu. Mày mốt lại mà mà không phải lọc được. Các cái vị mình nó sẽ thay. Uống 500 lít nó ngày thấy ghét thì bán uống gì mà cay. Vậy nào uống cà phê để nó nửa tể mà không nghe đọc ốc thôi. Sáu là một ly cà phê sữa ra đá ha. Dạ. Hai ổ bánh mì. Cái đi đó ăn cơm thịt thà ha. Một dĩa cơm nữa ăn cái ớt. Đó. Cái chè về trưa về uống một ly cà phê nữa ngày uống 3 tử luôn á. Mà tấu đi vô trong ngân hàng uống hai gói mì nữa. Đi bán ăn nữa, ăn vậy mà biểu không gạt trên. Ra là nếu mà mình chưa có phương pháp là mình rất là khó để mà kiểm soát cái chuyện đó, không phải dễ đâu. Nhưng mình giờ cũng vậy thôi, như con bây giờ ví dụ như con ăn, mọi người cứ nói là cái sao mà con ăn ít. Không, không phải là con ăn ít, tại vì mọi người ăn nhiều quá chứ không phải là tại con ăn ít. Ừ đúng rồi. Mọi tay mọi người ăn theo cái sức của mọi người rồi mọi người nói con ăn ít chứ không phải là con ăn ít. Đó. Mà nhưng mà con tập khí là cũng phải tập để con nạp vô cái năng lượng cho cơ thể, cho nên là con ăn ít cũng phải cho khỏe. Rồi con nó đi tới đi lui các thứ, đi công tác cũng sắp đi cho khỏe. Đó, từ đi từ máy bay xong rồi xuống đi xe, khi đi xe về tỉnh này nọ kia con đi em rất là khỏe đó, cho nên nó là quan trọng là mình khỏe chứ không phải quan trọng là mình phải mập lên. Ừ. Quan trọng là người ta khỏe đó. Đúng thôi chị này là cũng chúc mừng cho Dương Tám nè. Thứ ừ. nhất là được giảm cân nè, cho tướng rồi đẹp rồi mặc đồ lên form rồi ha. Bữa nay cái nhỏ rồi cái đẹp như xưa rồi đẹp da dẻ mịn màng hồng hào ra xuống dưới thì cái ai cũng chừng nào đẻ cái chừng nào đẻ không có cái bụng đẻ nó già thì cũng có chung chung mở mẹ là còn nó bụng có tiếng chắc ai cũng chết vậy năm cái mặn tiếng vậy biết như cái gì luôn nha. Cái bác nói làm không thì kêu nó bớt ăn bớt uống gì đó nghe thấy ớt mà đau lắm. Cái mặt của mình là mình nhìn không biết giống con gì. Anh mà chuyện đó đấy, ăn thì ăn cho ăn nhiều cho khỏe là được rồi, mặt nó khỏe được rồi. Kiểu lúc đó là da mặt đầu này kia làm như nó cũng bị cơ cứng luôn. Nó căng cứng cái da mặt luôn cho nên là giờ thì da mặt đầu này kia dùng là có được rồi, tới đâu cũng cảm thấy da nó uống thuốc nhiều quá cái nó mặt nó đậm nó đen đỏ luôn. Trời muốn lần ngồi chặt khá đâu phải nhắc cái ghế xuống này mấy cái gì đó cho nên là chịu thở không nổi cho nên phải ngồi cái ghế rồi chặt đá rồi xong mới vô thùng xe kem mới đi bán là chứ còn giờ ngồi trong hõm bình thường. Dạ. Còn hôm đó ngồi trong hõm hả nó cắt cái bụng vô đùi á đâu thử đi mình biết cái bốn chữ căng ra ăn vô căng ra ăn vô uống thở lại uống lại rồi chúc mừng Dương Tám. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người cứ tự tin để thực hiện nha. Để mà mình phục hồi cho sức khỏe nha.
mà để cứ để coi bây giờ thi thai thì nói một tuần đến 10 ngày, nhưng mà cái chuyện đó là nó rất là bình thường. Dạ. Nhưng mà để từ từ coi, chắc có lẽ cuối tháng à. Rồi tiếp tục, Minh An có sẽ thể cập tiếp nhật một tháng luôn. Minh An cập nhật những video sau của Dùng 8 cho mọi người sau nha. Cảm ơn, bye bye.